chỉ căn bản biết là cái game này mình hét thì mình bú sao không? Nói chung là đây là những cái thông tin về game thôi. Ok, có con chó làm game. Nói tóm lại, game này sẽ trong vòng 18 phút mình phải sinh tồn trong một cái game gần dị. Nếu như mà mình nói quá to mình nói to quá mình cũng chết à. Mình mà nói qua cái phần mic màu trắng này các bạn thấy không? Mình mà nói qua mai. Ok hôm nay chúng ta cũng vô khu rừng ma ám nha. Trời ngày cái con game ma ám cùng phần hoàng hay kèm mà lem. Tôi bị lạc ở trong một ngôi rừng, khu rừng nhầm, xin lỗi. Sau đây là có một cái xác. Trời ơi, chị này có ổn không vậy? Ui. Ở đây. Ở đây. Biết. Giật mình. À tao hét à? Tao có hét đâu. Hình như mày lỡ nói to rồi, trời ơi. Chuyện mình phải nói thật là bé, thật là yên lặng thôi. Ủa khoan, tao chưa kịp làm gì ấy. Ê Phan Hằng ơi, nó bắt cả Discord đi. Cả this. Là mày cũng phải thì thầm cùng tao. Mày thử nói to lên. Ê sợ nó không bắt Discord rồi. Bạn để ý cái thời gian nhá. Khi mà mình đứng yên thì thời gian nó sẽ không chạy. Nó sẽ chỉ chạy chỉ khi mà mình di chuyển. Sao tất cả như thế này, đầu game ấy thì mày đang chạy thể hướng thẳng với hướng cái xác đúng không? Nhưng mà tất cả những lần tao chơi ấy, tao chưa bao giờ tao thử chạy ngược ra sau lưng. Bác ơi, tao biết đoạn đấy, tao biết đoạn đấy. Cái em muốn cắt dây hay cắt ngắn? À chị còn sống, chị còn sống. Giờ chị đi rồi mà. Bối cảnh của cái game này thì tôi đang nghĩ là kiểu bị rơi máy bay ấy. Mà nếu như mà mình nói quá to trong game này thì mình sẽ bu xa chó. Tao rất là muốn ho mà tao không dám ho từ từ. Tao vừa tắt mic để tao ho. Ôi mày xúc xích treo lùng lẳng mày ơi. Mày bao cát. À game này mày phải đi thu thập bằng chứng nữa nhá thì mới thắng được. Tức là đầu máy bay có một cái đoạn ghi âm, mày phải vào đấy mày lấy. Ôi trời tối này. Mình tính. Nó chỉ là cái đèn bật lên thôi, tao tưởng mày hù, tao đang tít nét. Mày thu âm kìa, lấy cái đầu tiên đi. Tiếng cái gì ấy? Hình như tiếng hét của hành khách. Một tiếng còi hú, một cái còi ấy hú mày ơi. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Mày đấy kiểu. Game ghê quá. Game ghê quá. Từ từ mày. Ê game ghê quá. Mày còn chưa bắt đầu. Mà game ghê quá. Sao trời nó vừa sáng trưng mà giờ nó phải đã tối rồi. Mình là người đàn ông sang đây. Mình là người đàn ông. Nhưng mà game nó ghê. Mình phải vượt qua vùng an toàn của mình để kiếm view. À trời 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 trời. Yes sir. Đi mày! Mày có thể không cần vào đấy mày vẫn win nhưng mà tao dụ vào đấy cho mày sợ. Phan Hoàng! Con! Cái gì kìa? Ủa lại cái xác nữa kìa. Tao chưa đi khu này bao giờ. Và tao khá chắc khi mày lại gần nó lại giơ tay lên nó. Anh chàng. Baba boy. Ui! Có thêm một cái xích lô ở đây này. Đâu xích lô? Kiểu xe bò, có thêm một cái xe bò ở đây đây. Có nhà đấy. Đó là có một cái nhà đấy. Mày nghe thấy âm thanh gì à? Tao nghe thấy một cái gì đấy. Cái this. Mày nhất tiết không mày ơi? Mày em với cảnh này cứ cảm giác không cho lên video được kiểu gì nhỉ? Hay là thôi mình đi ra ngoài đi. Tức là hôm trước tao chơi, tao chỉ đi trong rừng thôi, chứ tao không vào nhà. Nên là tao không hét, tại vì trong rừng thì nó đỡ sợ hơn. Nhưng mà lần này thì tao sợ quá mày ơi. Một thằng du Phi hành gia. Như kiểu nơi này không thuộc về con trái đất nữa hay sao ấy. Mình là người đéo. Sao có cái đèn cứ thấp thoáng kìa. Người nó căng thẳng tay nó luôn ấy mẹ nó.
Ủa? Ủa? Thổi mày thổi mic nhỉ? Có thể là như thế, có thể là như thế. Thôi, không sao. Kiểu cái camera của cái góc nhìn của game này nó bị sợ ấy. Thực sự như kiểu đang xem vlog GoPro của thằng nào đấy. Kiểu một cái found footage. Ê, một căn nhà, đã có thêm một căn nhà đấy. Vừa nãy nó là một căn nhà hình dạng khác, bây giờ nó là một căn nhà hình dạng khác mày ơi. Game này thay đổi ấy. Quại nhìn ghê quá, quại là một cái điểm xấu ấy mày. Quại xuất hiện ở đâu là điểm xấu ở đấy ấy. Đặc biệt là khi nó xuất hiện cạnh mấy cái bình nước ấy, nó sẽ thả sỏi vào đấy ấy. Đéo ổn nữa. Đéo muốn đi vào đây mà tao phải đi vì mẹ ơi, chắc chắn ở đây có content. Mình cần content Dương ơi. Ngày hôm nay ta cùng họp tận nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. Yes sir, nó thực sự là chả mấy khuy ấy. Hôm nay chúng ta đi cái sự kiện Acer nha. Nhưng mà tại sao địa điểm Acer thì nó lạ đấy nhở? Nó có tiếng chân, chân ở trong nhà. Nó có tiếng chân ở trong nhà. Camera bị cái đéo gì đây? Người cũ tao kìa. Cái mic này, mic quá xịn. Hey, giờ quay lại đây chúng ta lại không sợ nữa nhỉ? Sự căng thẳng đã đạt đến tột độ. Sang Trần đang dần dần bước vào căn phòng trống. Một căn phòng giống như là cho trẻ con trong căn nhà này. Nhưng chúng ta đều biết trong phim kinh dị, trẻ con không bao giờ lên đêm tốt. Tại sao lại có điện? Tại sao lại có đèn? Tại sao lại có những dấu hiệu của sự sống trong một cái nơi chết chóc hoang vắng? Tưởng chừng như là đã đi khỏi sự sống của con người. Tưởng chừng đã không có một chút dấu hiệu. Camera tối đi, Sang Trần che mặt. Những cơn ác mộng, những điều kinh hoàng đang đợi chờ người bạn đít béo của chúng ta. Một bóng đen đi lên, chậm chậm bước lại Sang Trần. Anh ơi cho em sờ rái. Nhưng Sang Trần lao lên và bóp cái vú của nó và bóng đen biến mất. Chậm chậm những tiếng cầu thang kéo kẹt đi xuống. Và ô văn kê hôm nay chúng ta cùng thăm căn nhà ma nha. Sự căng thẳng đang đẩy Sang Trần lên đến mức tột độ. Khuôn mặt nhăn nhó, bóng đen lấp la lấp lửng, những bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Dường như không thể nào biết được cô hồn cố chánh tổng đã còn vương vấn nơi trần gian này không. Đã 3 phút trôi qua rồi, 3 phút trôi qua. Em ơi. Sao tao thật sợ nhờ, bố mày đang kể chuyện tổ sư. Biết gì không, cút con khỏi nhà này đi. Cái đi. Trang tầng kiểm soát sao, mọi thứ trong tầng kiểm soát sao này. Có thấy thanh nhảy lắm. Mẹ con này nhá. Con lợn nhá. Ủa, có đứa chụp ảnh nhỉ mày? Đâu? Ủa, có cái flash đây mà tí. Cái gì? Anh đủ có người kìa. Nó chả cứu mày đâu, nó bỏ đi rồi. Mày chỉ cần sống sót. Ngon. 10 phút nữa là win. Nghe khá dễ nhỉ. Camera bị hỏng rồi. Mua ZV-10 đi làm ơn, đừng mua mấy con này nữa. Là có tiếng hét gì kìa. Lại cái gì đây? Con nào kìa? Mấy con nào kìa? Không bỏ đi thôi. Mày quen con đấy không? Không, tao quen nó đâu mẹ mày à. Mẹ tao đâu. Ôi, mày quen con đấy không? Rồi. Ủa, tao có hét đâu? Tao thấy cái mic chạm vạch đỏ rồi. Mấy thằng kia nó đu quay mày, mẹ trông nó vui lắm. Vừa nãy làm gì có hai thằng này? Đấy cũng một thằng bên đây luôn mà. Thì giờ nó biết mày ở đây, nó ra chào mày câu, khổ quá. Siêu thị. Sao cái xe này đang đẩy ra cho tao này. Mày nên vào mày mua sắm đi. Nhân viên quán này bị cái gì nhở?
Nhân viên tôi chưa đủ quay mày ơi. Is, nhân viên của gì nhỉ? Đôi khi mày nên tôn trọng người ta một tí kiểu như nó, người ta đang vui cứ vào phá. Có mấy cái tiếng kim loại ấy. Để mai rơi không có gì đâu. Nó làm designer ấy mày, nó làm agency ấy. Tính hơi lạ đi. Ui. Này không giật mình rồi mày. Không, bây giờ đang ở trong rừng, mình không được gọi tên thật của nó. Các cụ bảo rồi, mình dùng tên giả đi. Có ơi. 30.000 một tháng. Có 3.000 một ngày có. Trời khi có. Con ma nó biết tao mày ơi. Lông đen nó đang ngân cắp tiền của mày có. Con ma báo điểm cho tao mày ơi. Thằng Phan Hoàng hôm trước nó trộm xịp mày về. Có. Ma này sao nó biết nhiều thế. Thằng Nguyễn Duy nó thực sự không dùng màn LG có. Bây giờ anh em mình đi đâu mà không. Chứ siêu thị không sợ lắm nhỉ. Cái ok. Ngon. Đấy anh ấy đợi tao tí nhá. Mẹ sao con chó nó cũng thế nhỉ. Gã tí bỏ đi luôn. Gấu đâu. Vịt đâu. Đấy quạ hỏi vịt. Chờ tao đi gái cái phía tao quay lại. Ok. Mày giọt hết rồi mình. Hello. Mày chả gã anh em ấy đâu. Mày chó hàng xóm nhìn lạ đấy. I'm good, I'm fine. Get chat à? Get chat à? Kệ mẹ mày khóc bố mày dỗ đâu. Bụ mày. Chả thương nó. Ôi. Đừng để dục vọng lấn chiếm sao ngay. Sao tao cảm giác nó đang chuẩn bị cho một cái jump scare vãi nhờ. Đâu, nó chán mày rồi. Bọn nó bắt đầu bỏ vé rồi. Con vừa đấy kìa. Cái con ở máy bay kìa. Ui. Mày mày. Mà đúng rồi. Đã bắt đầu dồn jump scare vào ấy. Food ngon. Food. Mày mày. Chó nhỉ. 20 giây. Nghĩ 20 giây của nó sẽ dồn quá luôn. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn. Ba dồn lỗ. Bốn lỗ dồn. Yep. Yeah, gaga. Gaga, yes sir. Chưa được chưa, xong chưa. Ai biết. Ôi, win rồi đấy, win rồi đấy. Yes sir. Chúc mừng mày vào win đấy. Game. Ông ơi, trời sáng dần là hết rồi. Hay, chắc phải đi một đoạn nữa thôi. Đi tiếp, trời phải đi tiếp. Hay là phải tìm một cái mục đích rồi. Chà thằng ơi. Again. Sao tao tưởng là xong rồi. Cái này nó được thiết kế như thế à Phan Hoàng? Nó thiết kế như vậy ấy. Mày qua là con đấy là mày thắng rồi. Thế là tao vẫn thua. Cái con mày. Con game này tao không refund tại vì tao nghĩ sau này nó sẽ update thêm. Nó cũng rẻ tao không biết nữa. Bao tiền con này. Ui, đắt đấy, tao refund đây thử đợi tao tí.